Chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi thăm cây trứng cá nhá. Đây này, các bạn ơi, đây là cây trứng cá này. Nó có rất nhiều quả chín đây này. Quả này ăn rất là ngon, ngọt. Mình sẽ hái quả trứng cá này về cho các con mình ăn nhá. Đây này các bạn này, nhiều quả thế. Này trẻ con rất là thích ăn. Con này có vị ngọt. Đây các bạn, mình sẽ làm cái bóng này. Ôi nhiều thế. Đây các bạn, rất nhiều quả trứng cá. Đây các bạn, nó chín rất là nhiều. Quả thì chít chít nhau. Wow, chỗ này cành này nhiều quả quá. Đây này. Đây các bạn. Oh, quả này nó chín quá, nó còn rụng mất này. Đấy. Nhiều quả. Các bạn, mình mới hái có một tí thôi mà đã được ngần này rồi. Còn ở trên cao cái nước rất là nhiều rồi, nhưng mà mình không trèo được. Mình sẽ hái ở những cái cành dưới này thôi. Cành dưới này cũng rất là nhiều. Đây này, đây là những quả sắp chín rồi, nó đổi màu. Mình quay trong bóng râm cho nên nó cũng không được rõ cho lắm. Nhiều quả. Rất là nhiều nha. Mình sẽ mang sang lên cây bên này. Mang sang cây bên này, treo vào đây. Để mình hái. Cây trứng cá này bám rất là rộng, làm bóng mát rất là tốt. Mà cây này rất là dễ sống, nhanh lên bám. Nhà bạn nào mà hai bên chưa có nhà xây ấy, thì trồng hai bên nhà, tường nhà ấy, nó sẽ mát. Đây các bạn này,
Nhiều quả quá. Nhiều quả quá. Mình hái đi rồi nhìn lại nó lại có. Như kiểu nó lại chín ấy. Đây các bạn. Ô. Rơi mất. Được khá nhiều rồi. Để hái thêm một ít nữa. Này các bạn. Nó hơi cao. Rất là ngọt. Ngọt mát. Kiểu ngọt mát. Mình hái được nhiều quả lắm rồi.